Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ có một cái chương trình này luật sư Việt Nam. Ngày hôm nay thì trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có nói về một luật sư Việt Nam đạt giải thưởng uy tín trên thị trường quốc tế. Vậy luật sư đó anh là ai? Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì mới đây tại khách sạn Mandarin Oriental Singapore, Thomson Reuters tổ chức diễn đàn ASEAN Legal Business lần thứ 14 để công báo vinh danh cho các luật sư, hãng luật được trao giải trong diễn đàn luật kinh doanh Đông Nam Á. Đây là một cái giải thưởng thường niên được cho là có uy tín của ngành luật ở châu Á với sự tham gia đề cử từ hơn 700 hãng luật trong khu vực. Lễ trao giải vinh danh tổ chức trang trọng với sự tham dự hơn 300 luật sư, học giả, giới chức lãnh đạo, thương nhân đến từ các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Được biết đây là lần tham dự giải đông đảo nhất trong lịch sử của diễn đàn này. Giải thưởng được hội đồng giám khảo gồm 30 luật sư quốc tế, doanh nhân, học giả, luật uy tín trong khu vực xét bình chọn dựa trên các tiêu chí như đi tiên phong trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản trị, phát triển hãng luật chuyên nghiệp, tạo môi trường hành nghề chuyên nghiệp cho đội ngũ luật sư nội địa và quốc tế, có đóng góp cho xã hội và sự phát triển chung của ngành luật trong nước cũng như trong khu vực. Giải mong đợi nhất hãng luật xuất sắc khu vực thuộc về Allen Rahill, một hãng luật hàng đầu của Singapore. Đáng chú ý, một luật sư Việt Nam là luật sư Châu Huy Quang, điều hành của hãng luật Raja LCT Lawyer Việt Nam, vinh dự được trao một trong hai hạng mục quan trọng nhất trong 54 giải ALB là luật sư điều hành khu vực xuất sắc nhất của năm. Được biết, luật sư Quang là luật sư Việt Nam đầu tiên đoạt giải dành cho hạng mục giải thưởng cá nhân trong lịch sử 14 năm của diễn đàn luật ALBSE Asia Law Awards. Đây là người Việt duy nhất được công bố nhận giải trong sự kiện năm nay sau khi vượt qua nhiều đối thủ quan trọng khác, luật sư điều hành các hãng luật quốc tế trong khu vực ASEAN. Trước đó, nhiều năm liền luật sư được tổ chức xếp hạng uy tín nhất hiện nay là Legal 500 tại London. Cụ thể là một trong ba luật sư giải quyết tranh chấp thương mại hàng đầu Việt Nam, đồng thời hãng luật R&T LCT Lawyer có 4 năm liên tiếp được ALB trao giải hãng luật có môi trường làm việc tốt, Employee of Choice. Thưa quý vị và các bạn, là một luật sư có dịp đi cọ sát với nước ngoài và được vinh danh, đó cũng là một cái niềm vinh dự của luật sư Việt Nam. Với ước mong cái con số đạt giải thưởng trên trường quốc tế nó sẽ còn nhiều hơn nữa, và cũng mong muốn là chúc mừng đến luật sư Châu Huy Quang. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe về những trải nghiệm của những giải thưởng về luật sư của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tin tức tiếp theo chúng tôi sẽ nói về luật sư Châu Huy Quang trên cái báo Doanh Nhân. Thưa quý vị và các bạn, luật sư Châu Huy Quang cho rằng là kỹ năng ngoại ngữ là một trong những khâu then chốt để cạnh tranh. Chúng ta sẽ nói về nghe luật sư Châu Huy Quang nói về vấn đề kỹ năng ngoại ngữ nha quý vị và các bạn. Theo báo Doanh Nhân thì vấn đề đội ngũ luật sư Việt Nam nói chung, trọng tài viên nói riêng cần cải thiện kỹ năng hành nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ được doanh nghiệp trong các thương vụ qua biên giới, các vụ tranh tụng quốc tế ở phạm vi trong nước và trong khu vực. Trong đó, kỹ năng sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ cũng là khâu then chốt để hội nhập
cạnh tranh. Hệ thống tư pháp cũng cần cải cách cho các đồng bộ để tạo môi trường pháp lý minh bạch, áp dụng hiệu quả nhất quán các cái quá trình đầu tư trong và ngoài nước. Đó là chia sẻ của ông Châu Huy Quang, luật sư điều hành hãng luật RTLCT Lawyers. Theo thế của phóng viên hỏi thì chào ông, dưới góc độ là cách nhìn của một luật sư, ông đánh giá như thế nào về hiệp định hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP? Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được những cơ hội gì, đồng thời đối mặt với những thách thức ra sao khi Việt Nam tham gia ký kết TPP? Thì ông Quang trả lời rằng là hiện tại cũng chưa thể hình dung hết những cái cơ hội thách thức cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam một khi Việt Nam tham gia ký kết với TPP. Tuy nhiên, qua hàng loạt các hiệp định thương mại song phương, đa phương và cả kinh nghiệm hơn 10 năm, Việt Nam trở thành thành viên của WTO, chúng ta cũng có thể dự đoán rằng cơ hội để trở thành một thành viên của TPP, trong đó hơn 11 quốc gia, bao gồm các nước có nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và tổng thể chiếm 40% GDP toàn cầu. Thì cái được và cái mất cho Việt Nam nói chung, cho doanh nghiệp Việt Nam nói riêng là không nhỏ và cũng không hề đơn giản. Cụ thể, các doanh nghiệp của FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ tận dụng cơ hội từ ưu đãi hàng rào thuế quan và mở cửa thị trường nội địa cũng như các nước thành viên. Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường lớn rõ ràng hơn, tiềm năng cho sự phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội khi một thị trường tự do luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, tài chính, lao động có kỹ năng, tay nghề cao. Tuy nhiên, đi kèm những cái thách thức từ hàng rào kỹ thuật, thương mại, thuế quan, chống phá giá, an toàn vệ sinh, môi trường, hàng rào ngôn ngữ. Do vậy, nếu năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam không cải thiện, buộc phải cạnh tranh sòng phẳng với các nước ngoài, những đối thủ mạnh hơn về vốn, công nghệ, trình độ, quản lý, kinh nghiệm trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sẽ là một cái áp lực lớn. Một cái thách thức nữa là doanh nghiệp cũng như chính phủ nước thành viên TPP có thể đối đầu với những vụ tranh chấp đầu tư, thương mại, tranh tụng quốc tế với cường độ, quy mô ngày càng lớn phát sinh trong các quá trình giao thương. Thì phóng viên một lần nữa hỏi, khi nói đến cạnh tranh, ngành luật, giáo dục không gây nhiều chú ý như các ngành kinh tế khác, thì ông Quang có thể cho biết sự cạnh tranh có thực sự diễn ra hay không? Nếu có thì ở mức độ như thế nào trong bối cảnh hiện nay? Thì ông Quang lại tiếp tục trả lời là trên thực tế có những mục tiêu nhất, lớn nhất của TP là tạo thuận lợi cho các lĩnh vực dịch vụ hiện đang chiếm cái tỷ lệ lớn trong nền kinh tế các nước. Các lĩnh vực dịch vụ bao gồm tài chính, kỹ thuật, phần mềm, giáo dục, luật pháp, công nghệ thông tin. Do đó, dịch vụ pháp lý, y tế, giáo dục cũng như thuộc nghị trình đàm phán TPP. Để được gia nhập vào TPP, Việt Nam phải đáp ứng những cái nhu cầu rà soát lại các quy định pháp luật nội địa liên quan đến TPP để xây dựng kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi tương thích những cái vấn đề cần được quan tâm gần đây như quy định về lao động, về công đoàn, mua sắm chính phủ, ngân hàng, tiếp cận thị trường, về những cái quy tắc xuất xứ, hải quan, sở hữu trí tuệ, đầu tư, đấu thầu. Tuy nhiên, ngành dịch vụ pháp lý của Việt Nam đã mở cửa từ sớm, trước cả thời điểm Việt Nam gia nhập WTO năm 2007. Cho các chi nhánh hãng luật, luật sư nước ngoài, theo tôi, luật sư Việt Nam cũng thích nghi nhanh hơn khi cạnh tranh trong môi trường đa dạng hóa như vậy. Tuy nhiên, sau nhiều năm hội nhập thì vấn đề đội ngũ luật sư vẫn cần cải thiện là khả năng hỗ trợ giao dịch thường xuyên biên giới, kỹ năng tranh tụng thương mại trong phạm vi khu vực và quốc tế, trong đó ngoại ngữ có lẽ là khâu then chốt để cạnh tranh. Hệ thống tư pháp cũng cần cải cách đồng bộ hơn để tạo môi trường pháp lý minh bạch, nhất quán cho các đầu tư trong và ngoài nước. Thông thường, một số nước có ưu thế đàm phán TPP như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Australia có xu hướng muốn họ quốc tế hóa luật, luật nội địa của họ vào các nghị định quốc tế. Ngược lại, các nước đang phát triển như Việt Nam có xu hướng phải nội địa hóa các cam kết
luật ở các nước sở tại. Do vậy, việc Việt Nam phải tiếp cận cải cách tư pháp cũng là một quá trình thường xuyên. Bên cạnh ngành luật, y tế, các khả năng ngành giáo dục trong nước cũng phải chuyển biến lớn. Bởi khi gia nhập TPP, có nhiều công ty, tổ chức giáo dục nước ngoài vào Việt Nam. Lợi thế của giáo dục đào tạo nước ngoài sẽ khiến Việt Nam không còn duy trì lợi thế về lao động rẻ nữa. Các nhu cầu về lao động có tay nghề tăng lên. Ngoài sự chuyển dịch tự do của lao động trong nước mà còn là cả lao động giữa các nước. Đây là cái nhân tố để Việt Nam phải đầu tư mạnh vào giáo dục nhằm tạo ra cái lực lượng lao động có chất lượng cao, cạnh tranh với các tổ chức giáo dục nước ngoài. Thì phóng viên lại tiếp tục phỏng vấn ông Châu Huy Quang về việc là ông có tham gia chương trình Leader Talk của Phong Cách Doanh Nhân. Với tư cách là một trong những diễn giả chính, ông nghĩ như thế nào về chủ đề liên quan đến TPP mà ban tổ chức đưa ra? Thì ông Châu Quý Quang trả lời rằng là: tôi cho rằng Leader Talk là một diễn đàn hấp dẫn, nơi có doanh nghiệp, nơi có doanh nhân có cơ hội chia sẻ những cái suy nghĩ, kinh nghiệm, quan trọng hơn hết là tạo nhiệt huyết kinh doanh với các doanh nhân trẻ. Việc đưa TPP và thảo luận diễn đàn doanh nhân là đúng với chủ đề và đúng với thời điểm. Thông thường thì gia nhập TPP ở các hiệp định song phương và đa phương khác so với Việt Nam đàm phán hoặc gia nhập mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều cái áp lực cạnh tranh từ rất nhiều, từ nhà đầu tư nước ngoài với sức mạnh cả về vốn lẫn kinh nghiệm quản lý. Áp lực cạnh tranh cao độ đòi hỏi chính bản thân các doanh nghiệp cần phải tạo cho mình tâm thế chủ động để cải thiện và ứng phó với sức ép cạnh tranh, tận dụng tối đa các cơ hội thách thức đặt ra. Do vậy, một diễn đàn nơi doanh nhân có cơ hội cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó, thích nghi với các thay đổi về môi trường đầu tư và điều kiện hữu ích. Trong 3 năm nay thì chương trình Top 100 Phong Cách Doanh Nhân gắn với lĩnh vực giáo dục, doanh nhân vì thế hệ tương lai, và năm nay chương trình cũng tiếp tục chủ đề. Theo phóng viên thì hỏi ông về vấn đề thế nào là sự kết nối. Thì ông Châu Huy Quang trả lời rằng chương trình Top 100 Phong Cách Doanh Nhân được giới doanh nhân Việt Nam xã hội đón nhận mạnh mẽ do phương châm tôn vinh doanh nghiệp có thành tích nổi bật, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. Theo ông thì những cái hoạt động cộng đồng thiết thực của Top 100 Phong Cách Doanh Nhân là hoạt động gắn kết doanh nhân vì thế hệ tương lai, hay nói một cách khác là sự gắn kết giữa doanh nhân với các doanh nhân trẻ, kế tục liên tục tương lai của đất nước. Tinh thần doanh nhân vì thế hệ tương lai đã làm được thổi vào giới doanh nhân trẻ, chủ nhân tương lai đất nước, những ý tưởng dấn thân, dám nghĩ, dám làm và cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên tinh thần này thì chương trình năm nay tiếp tục duy trì ngọn cái lửa nhiệt huyết, dám kết nối, đam mê, tiếp tục sứ mệnh định hướng để giúp cho các bạn trẻ nuôi dưỡng cái khát khao, thử sức với thành công mới. Ông Chu Huy Quang tốt nghiệp Đại học Luật Anh Quốc, chuyên ngành luật thương mại quốc tế. Hiện ông là luật sư điều hành hãng luật RLT LCT Lawyer, là trọng tài viên trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam VIAC. Kính thưa quý vị và các bạn, thông qua cái việc của một luật sư Châu Huy Quang, là một luật sư có kinh nghiệm tốt nghiệp trường quốc tế, thì chúng ta những người cũng không còn trẻ, và những người trẻ thì nếu như trong trường hợp các bạn định hướng về cái nghề luật sư thì các bạn cũng nên cần chuẩn bị cho mình một cái hành trang về kiến thức, về kinh nghiệm, trong đó có một cái kỹ năng về ngoại ngữ. Bản thân tôi cũng ở lứa tuổi 40, cũng có những cái kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên tôi cũng ráng cố gắng nhồi nhét những cái kiến thức ngoại ngữ, là một trong những cái vấn đề mà mở rộng kiến thức ra thị trường quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Đây là một cái góc nhìn của báo chí nói về luật sư Châu Huy Quang.
xin cảm ơn anh về cái hướng dẫn. Kỹ năng ngoại ngữ là một trong những khâu then chốt để cạnh tranh. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.